quý vị và các bạn không ai nhớ chính xác cái bánh phồng mì xuất hiện ở Ba Chúc, huyện Tri Tôn khi nào. Chỉ biết rằng những gia đình chuyên làm loại đặc sản này đã lưu truyền hơn 3 thế hệ. Hơn nữa, thế kỷ gắn bó với nghề làm bánh phồng mì, bà Dương Thị Ngàn, ngụ khóm An Quà A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, xem đây là tài sản vô giá mà bà ngoại và mẹ để lại cho mình. Khoảng từ tháng 12 âm lịch thì làng bánh phồng mì bắt đầu vào vụ. Bà Ngàn chia sẻ, lúc còn bé tôi đã thấy bà ngoại quết bánh phồng vào những ngày cuối tháng chạp. Tuy xuất thân dân dã, nhưng cái bánh phồng mì không phải lúc nào cũng có trong gian bếp. Người ta chỉ làm bánh vào những ngày tất niên để cúng ông bà trong mấy ngày Tết. Bởi vậy bánh phồng mì tuy giản dị mà rất thiêng liêng với người dân Ba Chúc. Tôi làm nghề bánh phồng này truyền thống từ đời bà ngoại tôi trở xuống. Tôi tiếp thu năm nay nữa là được 50 năm. Hiện giờ thì thị trường tiêu thụ cũng ổn định. Về thành phần nguyên liệu thì tôi mần nguyên liệu chính là khoai mì, đường, đường cát trắng với sữa. Sau đó mới nhào bột lại cho thiệt nhuyễn, xay xong nhào nhuyễn lại. Là tôi cán, là tôi để lên máy sấy, tôi sấy thì nó thành cái sản phẩm. Tiếp nối truyền thống gia đình, bà Ngàn cùng những hộ dân địa phương đã phát triển bánh phồng mì thành đặc sản. Được địa phương vận động và Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, bà bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất thông qua việc đầu tư máy sấy bánh. Bà Ngàn bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất hơn 15 năm nay. Sản phẩm không chỉ bán trong tỉnh mà những địa phương khác cũng đặt làm. Nhiều khi cũng gặp khó khăn, như vừa rồi mùa Covid thì tôi cũng nghỉ mấy tháng đâu có hoạt động được, bởi vì thị trường không có khách mua để mang đi đâu hết, thành ra ở đây bán được. Hoạt động lại cỡ 3 tháng nay rồi, cái từ ngày nhà nước cho lui tới lưu hành xe cộ rồi thì tôi bán lên được. Em thì cũng là khách hàng thân thiết của cô Tư ở đây á. Bánh phồng của cô Tư ở đây là có thương hiệu. Bánh phồng thì cũng rất là dễ ăn. Ăn thì mình xé ra mình ăn liền cũng được. Hoặc là mình để lên bếp than mình nướng. Ăn nó rất là giòn ngon. Hương vị như thế nào? Thơm mùi khoai mì, mùi nước dừa với sữa. Trong dịp Tết thì có bạn bè và người thân ở xa về, em cũng hay mua tặng. Với sự hướng dẫn của Sở Công Thương, bà Ngàn đã đăng ký thương hiệu bánh phồng Ba Chúc với cái tên Tư Ngàn. Nhờ đầu tư máy móc, bà Ngàn có thể nâng cao năng suất lên 2.000 bánh một ngày. Mong rằng bánh phồng mì Ba Chúc sẽ được các thế hệ trong làng nghề gìn giữ phát huy để loại đặc sản này sẽ trường tồn với thời gian. Làng nghề bánh phồng mì Ba Chúc với gần 20 hộ tập trung tại khóm An Quà A và An Quà B, chuyên cung cấp bánh cho khách hàng trong ngoài tỉnh. Việc sản xuất loại đặc sản này đã góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân và lưu giữ nghề truyền thống của địa phương.